Đêm dần về sáng, trời hay hay gió. Gió sông mát rượi thổi vào những rặng cây ven bờ xào xạc. Ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tán lá. Thằng Kha bơi chậm chậm cập mé sông, chiếc xuồng nhỏ chồng chành theo mỗi cái rướn người quăng lưới của nó. Đâu đó trong xóm có tiếng gà gáy. Kha buông lưới vào lòng xuồng, về sớm chưa kịp má nó đem cá bán buổi chợ sáng. Nhanh tay bơi, chiếc xuồng ngoặt vào bến sông, nơi có những tán cây tùm. Đang đưa tay vẹt những cành lá cứ chực quất vào mặt, nó chợt nghe tiếng nói thì thầm cách đó vài bước chân. Bất giác nó sợ người, nhớ lại câu chuyện ma ở gốc đa này mà mấy ông bà già hay kể, rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya lúc bên sông vắng vẻ. Tiếng thì thầm vẫn vang lên. Thằng Cao quay sang, sống lưng ngẩn lạnh, tay chân run lên bần bật. Thấp thoáng qua tán cây lá, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người, là một bóng trắng. Cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía thằng Kha. Nó hẳn kinh bỏ chạy, hai chân như díu vào nhau. Cảm giác phía sau lưng nó có thứ gì đó bám theo, lướt qua những lùm cây xào xạc. Bà Dương vừa đi chợ về, chưa kịp bỏ giỏ xuống đã nói ngay: "Ông biết thằng Kha con bà Năm bán cá không? Sáng nay nó đi chài cá về, không biết bị sao mà bệnh nằm liệt giường luôn, mê sảng nói lung tung hết. Nó nói là nó thấy ma đứng dưới cây đa ở bến sông đó. Trời ơi, nghe nói mà tôi lạnh hết cả người." Đang nói chưa dứt câu, thấy chồng lững thững bước ra sân, bà gọi với theo: "Ông đi đâu đó?" "Tôi định qua nhà thằng Minh," ông trả lời. Vốn ông không thích nghe những chuyện hoang đường như thế này. Vừa ra khỏi cổng, ông Dương đã gặp ngay tên Lãm. Mới sáng mà người gã đã nồng nặc mùi rượu. Dương cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn ông, gã cười khàn khàn: "Chào chú hai." Ông Dương cười nhạt: "Sao mới sáng mà chú đã say thế này?" "Đời tôi chỉ có lúc say là vui chú à." Nói xong, gã nhếch mép cười, loạn tròn bước. Ông Dương nhìn theo, khẽ lắc đầu. Cây gậy gỗ của ông gõ lộc cộc trên nền sơn lát gạch. "Minh ơi." Minh bước ra, mắt nheo nheo vì tia nắng chiếu thẳng vào mắt. "Bác hai." Ông Dương giật mình: "Mày có bệnh gì không đó? Hôm nay mày ốm dữ, sắc mặt xanh xao lắm." Minh lắc đầu: "Con có bệnh gì đâu, tại mấy ngày nay thức đọc sách khuya quá nên thiếu ngủ thôi." "Ừ, liệu mày giữ sức khỏe đó." Ông thông thả bước đến bàn thờ thắp nhang. Ông đưa mắt nhìn lên khuôn mặt người quá cố qua làn hương mờ ảo. Chiều muộn, hoàng hôn đã ngả sang màu tím sậm, lũ côn trùng bắt đầu xâm gian. Cảnh chiều quê đó thật buồn bã thê lương. Dưới gốc đa còn vương vãi những nền hương cháy dở, mùi hương trầm phảng phất, tiếng người đàn bà lầm sầm khấn vái: "Lạy cô, thằng con của tôi lỡ dại mạo phạm cô, xin cô tha cho cháu nó." Tay run rẩy, bà ta cắm nén hương dưới gốc cây. Gió hiu hắt thổi, những chiếc lá đa rơi xuống, những cây nhang tắt cúm, chỉ còn vương vít vài làn khói mỏng. Có tiếng lá xào xạc, bà Năm hoảng hốt. Bà quay lại, thấp thoáng một bóng trắng như lướt đi trên mặt đất. Bà sợ hãi, chắp tay cúi lại lia lịa: "Lạy cô, lạy cô đừng quở." Lúc bà ngẩng lên, không thấy bóng trắng nữa. Xung quanh chợt yên ắng, chỉ có bà với bóng đêm dần trùm xuống. Minh thơ thẩn ra bến sông, trăng vừa lên chênh chết rồi ánh sáng lấp lánh xuống mặt sông. Minh không thấy phía sau lưng anh một bóng trắng đứng từ bao giờ. Minh quay người lại, giật mình. Trước mặt anh từ đâu xuất hiện một cô gái. Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to tuyệt đẹp thật buồn. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng nụt nà. Cô mặc một chiếc áo lụa trắng, tà áo phất nhẹ nhàng làm hình dáng nàng thêm mong manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng Minh một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng. Minh bối rối: "Cô là..." Cô gái lặng lẽ bước đến gần Minh, nhìn ra dòng sông: "Sao anh hay đến đây vậy?" Giọng cô nhẹ nhàng nghe như gió thoảng.
Sao cô biết? Nhà cô ở đâu? Tôi chỉ mới về đây vài tháng nay nên không quen biết nhiều. Cô gái quay sang nhìn Minh. Tôi là người ở đây. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy anh ra đây đứng rất lâu. Anh đứng đây để làm gì? Anh không sợ à? Tôi thấy nơi này mát mẻ, lại yên tĩnh nên ra đây ngồi hóng mát. Nhà tôi ra đây cũng gần. Mà cô nói sợ là sợ cái gì? Cô gái cúi mặt, khuôn mặt dường như khuất sâu mái tóc đen dài, giọng cô lạnh lẽo. Dân ở đây chẳng ai dám ra đây hết, nhất là vào buổi tối, vì họ sợ ma. Ma? Minh cười. Anh không sợ sao? Không, vì tôi không tin. Cô gái chợt im lặng. Cô ngẩng lên, khuôn mặt cô chợt xanh xao, đôi mắt to như tuyền, một tròng đen ma quái. Từ từ quay lại nhìn anh. Có tiếng cười khúc khích ghê rợn nổi lên. Minh hoảng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng cô gái một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ. Minh muốn bỏ chạy nhưng không được. Anh dựa hẳn người vào góc đa, nhìn cô gái đang từ từ bước đến gần. Người cô ta cứ lơ lửng như không chạm đất. Cô gái từ từ đưa tay. Minh ơi, Minh! Tiếng ông Dương gọi bên tai. Sao mày lại ra đây ngồi? Làm tao đi tìm mãi. Vào nhà mau. Minh ngơ ngác nhìn ông Dương. Xung quanh chỉ có cây cối và con sông về khuya đen ngòm. Mặt trăng khuất sâu đám mây dày. Cô ta đâu rồi bác hai? Bác có thấy một cô gái áo trắng đứng đây không? Mày nói gì? Tao thấy mày ngồi ngủ ở đây một mình. Có cô gái nào đâu? Không, lúc nãy ở đây có một cô gái đẹp lắm. Nhưng cô ta... Minh chưa kịp nói dứt câu thì ông Dương đã biến sắc mặt. Ông vội vã: Về ngay, mày đứng đây không khéo là trúng gió. Về nhà với tao. Đoàn ông hấp tấp dìu Minh về. Minh lên cơn sốt. Ông Dương ngồi nhìn Minh thở dài. Từ nay mày đừng ra góc đa đó nữa. Sao vậy bác? Có ma à? Không, đêm khuya gió lạnh mày ra đó không nên. Mày bị trúng gió rồi đó, không thấy hay sao? Hình như ở góc đa đó có chuyện gì phải không bác? Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi. Ông Dương thở dài. Trong xóm khi đó có một cô gái tên là Lụa, rất xinh đẹp. Cô ta có mái tóc dài đen nhánh. Cô Lụa gia đình gia giáo, lại giỏi công việc nội trợ, nên có rất nhiều người theo đuổi mối mai, toàn những mối giàu có. Nhưng cô lại chọn anh thầy giáo vừa mới về dạy ở trường làng. Họ yêu nhau, nhưng rồi đột nhiên khi họ sắp làm đám cưới thì người ta phát hiện ra xác người thầy giáo chết đuối dưới sông. Cô Lụa đau khổ đến chết đi sống lại, ngày nào cũng ra sông ngồi khóc. Rồi vào một buổi chiều, cô ra bến sông rồi không thấy trở lên. Ra tìm thì mọi người thấy cô đã trở thành cái xác không hồn. Cô gái đã treo cổ tự vẫn trên nhánh cây đa già. Ông Dương trầm ngâm. Chuyện xảy ra lúc con còn chưa ra đời. Từ nay con đừng ra ngoài gốc đa đó nữa. Bác sẽ tìm người chặt gốc đa đó để nó khỏi ám ảnh mọi người, ám ảnh nhà này. Minh ngạc nhiên. Bác nói vậy là sao? Bác út của con chính là anh thầy giáo trẻ trong câu chuyện bác mới kể, là người em trai mà bà con thương yêu nhất. Vì chuyện đó bà nội con đau buồn mà mất sớm. Ba con cũng trở nên ít nói hẳn đi. Đó như một tai ương khủng khiếp giáng xuống gia đình. Minh bất giác nhìn lên bàn thờ, di ảnh người quá cố, khuôn mặt của một người thanh niên trẻ nhìn giống anh như tạc. Lòng anh chợt cảm thương cho người con gái chung tình. Tối hôm đó trăng sáng, Minh đứng thắp nhang xong thơ thẩn nhìn ra ngoài. Con đường dẫn ra sông sáng rõ như ban ngày. Chợt Minh nghe như có tiếng ai gọi. Tiếng gọi vừa gần vừa xa, văng vẳng bên tai. Như người mộng du, Minh bước theo tiếng gọi đó ra ngoài, men theo con đường đi đến bến sông. Dưới góc đa phất phơ và áo trắng, bóng cô gái đứng đó từ bao giờ. Lãm đứng nhìn xuống bến sông. Từ lúc Minh về đây, khuôn mặt của anh khiến gã nhớ lại những chuyện xưa cũ mà gã không muốn nhớ. Tội ác của gã tưởng chôn vùi mà nay hiện lên trước mắt, khiến gã lo sợ.
gã sợ một thứ đã mảnh gạp bao nhiêu năm qua ngay tại góc ta này. Đêm nay gã lảm lại đi theo Minh. Chợt hắn dụi mắt, hoảng hốt, gã đã đứng dưới góc đa từ lúc nào. Từng cơn gió lạnh buốt thấu xương lãm sùng mình. Gã vội vàng định rời khỏi nơi đáng sợ này thì đám rễ đa cứ lòa xòa xuống mặt. Lãm đưa tay vẹt ra thì chợt nhận ra thứ mình nắm trong tay không phải là rễ đa mà là tóc người. Lãm trợn mắt nhìn lên, lủng lẳng trên đầu gã xác cô gái thắt cổ trên nhánh đa, đôi mắt mở to nhìn gã. Lãm thét lên, ngã vật xuống đất. Hắn đập đầu xuống đất. Cô lụa, cô tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi biết tội của tôi rồi. Vì ngày xưa tôi còn trẻ người non dạ, vì tôi yêu cô nên tôi mắc tội lớn. Cô tha cho tôi biết tội tôi rồi. Tôi giết anh Út. Xin cô, tôi sẽ nhang khói cho hai người đến chết. Hắt vào mặt Lãm là ánh mắt đỏ ngầu. Đôi tay gầy guộc xanh đen đưa ra chạm vào da hắn lạnh ngắt. Hắn ngửi thấy mùi tanh của máu hắn chảy xuống. Mày tỉnh rồi hả con? Mày sốt mấy bữa nay làm tao lo quá. Giọng âm dương đầy lo lắng. Minh nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường. Có tiếng càn trống náo động bên ngoài. Có ai mất hả bác? Ừ, là thằng Lãm đó. Không biết say xỉn miết rồi nó nghĩ quẩn hay sao mà treo cổ chết ở cây đa dưới sông. Mày đừng ra đó nữa, cảnh buồn dễ khiến con người ta quẫn trí.